Thì chuyện qua mình thăm á có 2 con à. Hôm nay mình thăm nó nhiều hơn, nhiều nhân năm luôn là 10 con. Đây cả nhà. Nhưng mà hôm nay không có cua nha, toàn là cá sặc không à. Đây. Còn khoai kìa. Sao? Bây giờ mình để lại đi hết chiều mình ra hâm cái nữa. Đặng kiếm tô canh chua cả nhà ơi. Thank you.
chừng này luôn, hai cái chặt kêu quá, chặt dụm không à, thịt cái dụm không à, mình chặt không nổi luôn, lấy dụm không đi con. Mình thăm á có 2 con à. Hôm nay mình thăm nó nhiều hơn, nhiều nhân năm luôn là 10 con. Đây cái nhà. Nhưng mà hôm nay không có cua nha, toàn là cá sặc không à. Đây. Còn khoai kìa. Sao? Bây giờ mình để lại đi, cái chiều mình ra hâm cái nữa. Đang kiếm tô canh chua cả nhà ơi. Đó giờ qua đây hả? Đừng con cua cần kình. Hai con, ba con. Ôi nhưng mà có con cua cần kình bự quá kìa. Sao con cá sặc nó xỉu rồi ta. Mình để cho nó thở mà chắc là bị mấy con cua nó kẹp rồi đó cả nhà. Sao? Nó vô ha. Để đây, đây để đây, 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 lấy cái thùng cái. Hai con, ba con ta. Ba. Ba con. Ôi nhưng mà cua ở đây cua cần kình không hết ha. Thấy không? Thấy rồi, nhưng mà đi đường này vậy. Cua bự bên đây, ban cua nhỏ mình để lại nha, chịu không? Mình lại kêu bắt cua ra ha. Cái này mới quan trọng nè cả nhà. Làm gì là anh chứ bắt con cua nó mới quan trọng nè. Cua có luôn hả cam ơi? Ủa nãy nhớ ba con mà. Đúng không? Ba con rõ ràng luôn á. Tại sao còn có hai con vậy? À biết. Cái này cuộc lắm mà. Đâu anh coi lại ơi, ba con mà. Ba con. Ok nhà, ba con mới qua đó xong nó đi đâu hết một con rồi.
cái này mình cuột nó nè. Mấy cua nữa nhanh quá nguy hiểm. Đặt chân lại nha. Thiếu bên con kìa. Không biết sao mà đi. Mình hay lao, mình la cho mình đừng có sợ, mình la nó mình lấy tinh thần lại. Giờ thôi, đây là cái nguyên liệu hồi nãy mình mua này cả nhà, cái mắm muối kém cả nhà, cả gió nữa. Ở trên nhà mình thì có chuối rồi nha cả nhà ơi. Cua cái này là mới đi hâm vô nữa nè, còn ở trong hùng kìa, chút xíu mình lấy ra nữa. Sáng sáng mình hâm được mấy con nữa nè. Đây, bên đây thì đang lặt ra nè cả nhà, lặt ra để mình lấy mấy cái giống của nó bỏ mình đặng mình đâm đó cả nhà. Trời ơi, cái nhà thấy không, cua đồng gạch siêu gạch luôn. Cái thùng là cua. Đây là buổi sáng mình hâm nè. Nè cả nhà ơi, nước cũng càng sôi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình để huyết vô đó mình luộc thôi nha. Mình luộc huyết trước đi, chút xíu mình bắt nè nước sau để luộc giùm. Đây cái dụm này mình nấu cái ống nước sôi nè, bây giờ mình sẽ chế vô mình trụng hẳn luôn nha cả nhà. Chuyện qua không nặng người không biết nó thập hàng rồi. Ngọn gió nào đưa đẩy để đưa. Làm bắt thêm được mấy con cần nữa không? Chuyện qua bắt được ký cua, mấy cua. Im vô. Hẹn bự không đó. Ừ. Bữa đó bắt cua được 2-3 con mới nhiều. Đây mình trụng cho nó ra cái mùi tanh đó. Đây cái cua này mình đâm rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mẹ hàng chuẩn bị lo lượt để mình nấu bún. Lo lượt nha. Để mình bị sắp bắp vô nhé. Sắp mỏng được là mỏng nha. Cho thiếu tất cả đi. À, bà bên đây mới hết tiền lắm. Để chăm vô cái nhà cho nó đừng có bị đen. Chuẩn bị lượt. Có dịnh lại cho bà lượt không? Dịnh nè, dịnh. Nấu dính gì nè. Cái này không cần cạn. Dịnh cạp, dịnh cạp, dịnh tiếp nữa cạp. Chưa. Giờ xài có bán mà cua thật, cua nuôi nó không ngon. Nhỏ mà có là quảng á thôi. Nè cả nhà ơi, cái dụng này sắt ra, nãy để nguyên xanh bự quá sợ ăn hết. Sắt ra con nửa, con nửa. Cái này mình tảo chút mình phi. Phía bên đây thì nấu nước để mình luộc dụm, nấu dụm cho nó chín nha nè. Bên đây thì cái nồi cua mình luộc rồi nè, mặn chút xíu mình mới bắt nước lên sao, tại vì cua nó mau chín á. Ngon ghê luôn á, công nhận anh Carmen khéo tay ghê luôn cả nhà. Đây đi gian giao bào ngoài chợ người ta bạo luôn á. Đó, bên đây thì giao hàng rửa rồi, bây giờ nhận sẽ vớt bắp chuối để đi rửa nha. Cái này mình rửa rồi rồi
vô cái hộp đi nè. Dụm heo này thằng mẹ thằng Lục chín này cả nhà, trộn cái gì nè ta, ống mèo, ống mèo gạch cơm vô. Bây giờ thì chuẩn bị phi tỏi đây. Bây giờ thằng sẽ vớt quýt nha, quýt chín luôn nè cả nhà. Hồi nãy thằng đó giờ thằng cũng không có gành nấu bún cua đó, nên hồi nãy thằng Lục chưa có chín tới, nên giờ mẹ luộc lại chín luôn à. Chưa thôi, mới thời hai mới lên lửa. Nó sắp đóng về nè. Tao bán người ta chết ra, tao đánh mình chạy. Ở bên vợ. À, vợ lớn nó mọi tuổi ta. Đây cả nhà ơi, chín rồi, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đăng lên. Thơm quá, thơm rồi, thơm quá cả nhà ơi. Thằng mới qua nhà ngoại mượn lên mấy cái tô rồi đó nha. Nhà hàng chén nhiều chứ không có tô, để giờ bữa mình đi chợ mua tô này. Mới qua nhà ngoại ăn cắp nè. Bây giờ thì mình sẽ làm một tô siêu to cho mình nha. Đây nè, có rau muống nè, rồi giá, rồi bắp chuối. Mình phải làm bắp chuối, bắp chuối để chị đi cái chút mình để lên trên nữa. Bây giờ mình sẽ bắt bún nha. Xíu xíu nữa đi, ăn nhiều cho mỏng miệng dễ hơn hết cả nhà. Đây bây giờ mình sẽ đem qua cho mẹ mình cũng nha. Đây ăn rồi, mở cái giá ra được cái bao bún nắng rồi. Ơi, cục dụng nè, rồi quýt và thêm cua nhiều nữa. Có nhiều dụng để hết rồi nè. Hết luôn. Để hết luôn bên ta. Thơm quá, mẹ mình để xả cho nó. Để xả cho thơm. Mỗi người có một cách nấu hết nha. Nhưng tô này thì chắc là đặc biệt lắm luôn. Bây giờ mình trụng qua hai nước, cái bây giờ mình sẽ vớt cua. Mẹ cua nó dính cái đít nồi nữa nha. Ừ, cái đít này cua mặt nè, nó đã ngồi ở đầu rồi. Đây cả nhà ơi, thôi xin cục dụng mẹ cho hai cục luôn. Bây giờ mình lại đây mới hấp dẫn nè, nhìn ở đây mới hấp dẫn nè. Đây đó, cà gió. Cái nhà có ăn cà gió không? Đó, bây giờ mình sẽ dưới một miếng mắm ruốc lên. Ngồi gai vô. Ngồi gai vô. Tính bóc rồi cả nhà. Bóc quen.
rồi hả? Rồi, chưa đâu. Thêm miếng ớt nữa. Mình ăn cay lắm. Rồi đây cả nhà. Hấp dẫn rồi chưa? Bây giờ mình lấy đũa. Đây, tô uống cua hôm nay rất là ngon luôn nha. Thì mấy hôm trước đó mình có đi đặt mấy cái lò xo cua đó cả nhà. Thì mình để dồn lại cũng được một ký mén 2 ký cua. Thì giờ mình kêu mẹ mình nấu cái nồi bún nhiêu cua nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ cũng chín rồi, Hằng cũng xin mời bún bà cô chú cùng ăn với Hằng nha. Thì nhìn sau bao ngày mà thèm thì cũng được mẹ nấu cho ăn rồi nè cả nhà. Nhìn nó đẹp quá, mình không nỡ nào mà mình trộn luôn á. Ôi nó thơm quá thơm luôn. Cái bún quá đặc biệt. Cua nè cả nhà, quý nha. Bây giờ Hằng sẽ nêm thử một miếng coi nó có vừa ăn không cả nhà ơi. Mà cả nhà cùng ăn cùng với Hằng nha. Có cua nữa nè. Chưa ăn nó mà chảy nước miếng luôn rồi. Ngon cả nhà, vừa ăn luôn, ăn đang đói bụng nữa. Quá ngon luôn, xuất sắc. Cái này là cho mẹ Hằng 10 điểm luôn nha. Ăn thôi cả nhà. Nóng. Tại vì mới nấu xong cái nào. Không hỏi luôn, vừa hỏi vừa ăn luôn á. Đây. Quýt tươi ngon luôn trời. Để chụm cho tí hả? Để chụm cho tí thôi. Tí con gà muốn. Mình ăn trước mình review cho cả nhà coi, cả nhà cũng không ăn nha. Quýt rất là ngon luôn. Tại vì quýt á, mình chụm á, mình nấu á, cái mình để gia vị vô á, nó thấm vô nó ngon. Quá trời đồ nhiều, dính trong đồ quá. Dính quýt vô quýt vô dụm á. Hai cái nồi lớp 2 ký. 2 ký cua.